Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ reaction một cái video Minecraft. Thì các bạn cũng biết là lần trước mình đã có reaction một cái video Minecraft về so sánh giữa mob trong Minecraft với lại ngoài đời thật á, các bạn còn nhớ mà đúng không? Thì lúc reaction xong thì có một cái video nó hiện ra của kênh này luôn, là Minecraft mà chuyển sang anime thì nó sẽ như thế nào. Đó, mình thấy cái video đó khá là thú vị và nhiều bạn bảo là mình reaction cái video nếu mà Minecraft trở thành anime đó đi. Ok, thì hôm nay mình sẽ reaction để xem thử nó như thế nào nha mọi người. Thì mình nghĩ là cũng có vài bạn xem rồi, bạn nào mà chưa xem xem cùng mình cho nó vui. Rồi bạn nào gọi là đã xem rồi thì nhớ để lại comment ở phía dưới cảm nghĩ của bạn về Minecraft hóa thành anime như thế nào nha. Rồi ok, bắt đầu luôn. Ui, vẫn là những cái bản nhạc EDM ngày xưa ha. Ồ, rất là hồi niệm luôn. À led. Ui, xin vãi. Những người mà thích anime như mình á, nhìn vô một phát là rất là thích luôn các bạn à. Còn những bạn nào mà không thích anime thì nhìn vô kiểu ui sao nó hoạt hình quá, nhìn nó hơi kỳ đúng không? Theo cảm nghĩ của mình là vậy, mà mình là một người thích anime mà lúc nào mình cũng để hình anime hết, cho nên nhìn vô là rất là thích luôn các bạn ơi. Quỷ lửa. Hóa anime. Wow, dễ thương vậy. Dễ thương cực kỳ luôn á. Ui. Cái này hơi sexy một tí ha. Ok, sexy thì các bạn cũng biết mà đúng không? Wow, tuyệt vời. Wow, quỷ lửa xăm muối nha mọi người. Ok, vẫn giữ nguyên cái nguyên tác của con quỷ lửa trong Minecraft, làm mấy cái quay lửa bay xung quanh nha mọi người. Rất là đẹp, mình rất là thích. Ripper. Wow, Ripper anime ở một trái TNT. Rồi, Ripper tới xin chữ ký hả? Mình cũng biết. Cái hình đó mình thấy lâu rồi, mình cũng lấy đăng nhiều lắm rồi. Zombie chết đuối nè. Wow, cái hình này mình thấy lâu rồi. Hình như kênh này cũng có làm nhiều rồi. Enderman. Trời ơi, cái tấm hình này hở mình mới dùng để làm hình nền luôn. Tấm này thì chưa nè, tấm này cũng khá là xịn á. Wow, nhìn rất là đặc biệt các bạn à. Wow, nhìn kiểu cute vãi luôn á. Con gạch. Yeah, linh vật của mình biến thành anime sẽ như nào. Tuyệt vời các bạn à. Quá là dễ thương luôn. Cái gì vậy? Sao nhìn nó giống Tokyo Ghoul vậy ta? Các bạn biết bộ anime đó mà đúng không? Nó hơi giống đúng không? Ok. Kaneki Ken. Ok. Cá giám hộ mini. Wow. Nhìn kiểu loli đúng không? Nhưng mà nó một mắt thì hơi ghê một xíu. Golem. What? Ngồi làm gì mà nhìn không có cơ bắp tí nào vậy? Ngồi làm khá là dễ thương đúng không mọi người? Zombie ma heo. Và đây là zombie ma heo anime. Ui, Suka cũng có luôn hả? Wow, Suka kìa mọi người. Ui, lần đầu tiên mình thấy luôn á, dễ thương vậy. Mình cứ tưởng con Suka nó hóa không được. Ui, các bạn cũng hóa được luôn. What? Sao dễ thương vậy? Lại là loli các bạn à. FBI, open up. Skeleton. Wow, xịn vậy. Scan này hơi bị xịn nha. Rồi chúng ta đến với con Slime. Có mấy con thì nó có 2-3 phiên bản anime luôn mọi người. Ui, Slime dễ thương cực kỳ luôn. Lại là loli. Yeah. Snow Golem. Ok, cũng là loli, khá là dễ thương. Spider nhện. Wood. Sao cái này giống hoạt hình chuyển sinh thành nhện này. Ui. Nhện này nhện hang nè, mình biết cái hình này rồi. Steve. Ui, Steve thành anime nè. Ủa? Steve là con trai chuyển hệ thành nữ luôn à. Rồi, Villager. Nhân lại. Wow, dân làng dễ thương rồi. Phải chi mấy ông dân làng trong Minecraft dễ thương như vậy, người chơi sẽ không bao giờ tiêu diệt mấy ông, đúng không? Mình biết các bạn khi mà chơi Minecraft thì hay giết mấy ông dân làng lắm, tại vì mấy ông nhìn mấy ông gai mắt đúng không? Đấy, hay giết mấy ông lắm. Mấy ông mà biến thành anime như vậy, mình thách các bạn dám giết kiểu cưng dân làng cái gì. Rồi, chúng ta đến với phù thủy. Wow, gặp phù thủy kiểu này kêu cho em thuốc đi chị, cho em thuốc. Xong quăng đóng thuốc độc của người. Zombie loli. Lại là loli. Witherbot. Ủa có đầu Mender không? Chắc là có ha. Uầy, ngầu vậy.
Wow, hơi bị ngầu quá nha. VideoBot sẽ có ba cái đầu giống nhau đúng không? Nhưng mà bị anime hóa thì sẽ có hai cái đầu bóng đêm thôi, còn lại là đầu của Loli. Dễ thương cực kỳ luôn á. Wow, cái art này hơi bị đẹp á nha. Không biết ai đã quẻ thành công cái art này. Wow, art này bị xịn. Hơi bị xịn luôn. Rồi Render. Render lại tại sao khoan 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 không hiểu lắm. Render anime hóa rất là đẹp. Có thêm Enderman hả? Đây, rồng Ender một cánh nha mọi người. Giống kiểu ma vương ấy, ma vương Loli. Rồi. Các bạn thấy Minecraft anime hóa như thế nào? Nhớ để lại comment cho mình biết nha. Mình thấy đa số toàn là Loli không à, nhưng mà dễ thương đúng không? Nếu mà Minecraft anime hóa như vậy thì chắc người chơi sẽ giảm xuống. Mình biết là rất là nhiều người không thích kiểu dạng anime. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video reaction Minecraft chuyển sang anime cùng mình. Bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.